Ồ, đón chào các bạn đến với khu vườn khủng long. Ồ, và mới vào chúng ta đã gặp một con khủng long Giga nhỏ đang dám đánh một con khủng long Indominus Rex to. Lúc này con Giga nhỏ đã bị con Indominus Rex nó cắm cho một cái. Ồ, nó chạy về nó mép mẹ của nó. Wow, và lúc này khủng long Giga mẹ nó đến để đánh với lại con khủng long Indominus Rex. Wow, và có lẽ hai con khủng long đánh nhau rồi các bạn ơi. Wow, đang đánh nhau rất là gay cấn. Khủng long Giga đang tấn công một cách rất là chủ động. Lúc này khủng long Indominus Rex mới quyết định trả đòn này các bạn. Những đòn đánh ăn miếng trả miếng rất quyết liệt. Wow. Lúc này một cú cắn thật mạnh vào mặt con khủng long Indominus. Vừa rồi là một câu chuyện rất vui của chúng ta. À không, không vui lắm, của chiến đấu căng thẳng của những con khủng long ăn thịt. Còn bây giờ chúng ta hãy gặp gỡ ở đây những người bạn khủng long của chúng ta nha các bạn ơi. Có một con khủng long Triceratops màu xanh đây. Rồi, mình sẽ thu thập những con khủng long này về nhá. Wow, đây là con Triceratops màu xanh rất là đẹp, rất là to luôn. Đấy, rồi, cắt vô nào. Ôi, được treo bằng sợi dây màu trắng. Ở đây là con khủng long T-Rex màu xanh dương các bạn ạ. Con T-Rex xanh dương này có những cái đường sọc sọc vành màu vàng. Quả là rất đẹp đây các bạn ơi. Rồi, lên cao một chút nha. Gặp con khủng long T-Rex màu đỏ. Màu đỏ nâu. Tuyệt đẹp đây các bạn ơi. Con này có đôi mắt màu đỏ luôn nè. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Và chúng ta đã được gặp ở đấy là con khủng long T-Rex màu nâu với những cái gai ở trên người của nó kìa. Wow, có một cái bụng màu vàng vàng cũng hay quá ha. Và đây chúng ta xem có cái đầu rất đẹp các bạn ơi, một đôi mắt nằm tít sâu trong khoảng mắt của nó. Wow, và đây là con khủng long Spinosaurus đầu đỏ với cái vây đỏ quá đẹp các bạn ơi. Và đây nó há miệng to ra. Wow, một cái lưỡi rất là dài. Và đây cái bộ da sần sùi của cái bàn chân phải xoay tròn được và những cái móng vuốt cực dai của nó này các bạn. Wow, có con T-Rex con màu cam cực kỳ đẹp đây các bạn ơi. Con khủng long T-Rex cam có đôi mắt to chưa? Đấy, và nó đang gầm lên. Wow, nó gầm rất là hay nè các bạn ơi. Đây, 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 khủng long này có đôi bàn chân rất là to nha. Và đôi mắt siêu to cùng với hàm răng rất nhiều răng. Wow, và đây cũng là một con khủng long rất hung dữ đây nè. Đây là con Dimetrodon màu cam các bạn ạ. Và Dimetrodon màu cam của chúng ta có cái vây rất to mà cũng là màu cam hồng. Và cái đường mép ngoài là màu tím nha. Rồi thì lên cao một chút nữa chúng ta được gặp con khủng long Indominus Rex siêu to lúc nãy đây các bạn ơi, cũng ban đầu đánh nhau đó. Ok, bây giờ mình sẽ
lấy chú khủng long này để đem cất đi nha. Wow, anh cái nút ở lưng này cái bụng nó đổi màu được, hay quá các bạn ơi, nó kêu được luôn. Xem cái bụng nó nè, có cái tay rất là dài. Wow, cái tay rất khỏe đó nha các bạn. Rồi thì chúng ta gặp ở đây gần chỗ con Indominus Rex là con khủng long Giganotosaurus nè. Quả là một con Giganotosaurus rất hung dữ các bạn ơi. Và nó vừa gầm lên. Wow, hay nha, hay nha. Và đây đôi bàn chân khổng lồ của nó, nhưng cái tay thì cũng nhỏ xíu như là tay khủng long T-Rex mà thôi. Vì những con khủng long này cơ hàm là rất chắc khỏe rồi, cho nên là cái tay của nó sẽ bị nhỏ đi lại. Con khủng long Giganotosaurus con đây. Bất ngờ chưa? Không, bị rớt xuống dưới đây. Wow, ở dưới đây cũng có nhiều khủng long chứ nè. Thật là ngạc nhiên. Nhờ con khủng long Giga rớt xuống mà mình thấy được những con khủng long khác ở dưới đất nữa kìa. Rồi, mình nhanh chóng lấy con khủng long Giga này lên thôi. Rồi, sau đó mình sẽ đi săn lùng những con khủng long ở dưới đất kia. Wow, rất là đẹp đấy các bạn ơi. Đấy, cho vào chiếc giỏ khủng long. Và cái bên này là con khủng long Canotaurus. Đây rồi, khủng long Canotaurus này có hai cái sừng ở trên đầu luôn, màu đỏ tuyệt là đẹp. Đây, cái bên gần đây là con khủng long Rhyosaurus. Khủng long Rhyosaurus của chúng ta có cái vây vây ở trên đầu rất là đẹp đây, có cái màu đỏ đỏ nâu nâu nha. Và rồi đây là chú khủng long Ankylosaurus với cái lưng rất là nhiều gai đây các bạn ạ. Đấy, cái gai của rất là dài luôn. Có một con sư tử biển ư. Wow, con sư tử biển rất là thú vị. Sư tử biển nó có lớp da rất là dày đó các bạn ơi. Và nó sẽ bắt những cái con cá ở dưới biển để nó ăn. Đấy, rồi, cho vào kéo vào khủng long nha. Wow, một chú khủng long Elasmosaurus ở đây rồi. Khủng long Elasmosaurus của chúng ta rất là đẹp, màu xanh dương. Và cái cổ xíu dài như thế này luôn. Rồi bơi đi nha. Tiếp theo đến lượt ai đây ta? Đó là chú khủng long Byroraptor màu cam. Con Byroraptor này ảnh cái đầu. Nó cúi chào mọi người nè. Xin chào nha, tôi là Byroraptor. Ok, cho lên đây. Rồi, leo lên cây thử thôi các bạn ơi. Wow, đó là con Dimorphodon, một con khủng long bay rất là đẹp. Và nó đang dang rộng đôi cánh ra luôn kìa. Đấy, con Dimorphodon này cũng có cái đuôi dài ghê ha. Tiếp tục qua đây mình thấy chú cá mập. Một con cá mập rất là đáng yêu nè các bạn ơi. Wow, một nền màu xám đẹp quá đi à. Đi lên đây một chút xíu là con khủng long T-Rex màu đỏ. Wow, con này là một con khủng long con thì phải. Và xin cái đuôi nó cũng phải bị cụt rồi các bạn ơi. Không sao. Rồi, đến thử đó là chú khủng long. Rồi, mình đã chọn ở đây một con Allosaurus.
Đấy, con khủng long T-Rex màu xanh lá cây ở bãi cỏ màu xanh lá cây đây. Rồi, cho đây nha. Ồ, mà trên bãi cỏ xanh này vẫn còn một con khủng long khác mà có màu xanh lá cây luôn. Đây là con khủng long Dilophosaurus đây các bạn ơi. À, nó đang phồng hai cái mang to hai bên ra kìa. Ồ, và đây là một con khủng long có cái bộ giáp gai rất là to đây. Đó là chú khủng long Ankylosaurus nè. Wow, có những cái gai rất dài trên cái bộ giáp của chú ta. Đó, và cũng có bốn cái chân rất là to luôn các bạn ơi. Rồi, rồi tiếp tục đi một vòng thì thấy. Ồ, và đây là chú khủng long Giganotosaurus đây nè. Đây, đây là một con giga trông rất là gầy còm ốm yếu ha. Ok, cho vào đây. Đây là con khủng long Dimetrodon màu xanh lá cây với cái vây màu cam này các bạn ơi. Đó, đó, đó. Và con này thì vừa bơi ở dưới nước và vừa đi trên bờ được luôn đó nha. Một con khủng long săn mồi rất là đa dụng. Ồ, và đây là con Velociraptor nè. Đây là một loài khủng long rất là thông minh luôn đó. Những cái tướng rất là nhỏ nhắn hả các bạn. Và đây là một con khủng long Spinosaurus đây. Con này có cái vây màu đen to trên lưng và cái miệng rất là dài luôn kìa các bạn ơi. Rồi, đến nữa chúng ta được thấy đó là chú khủng long Therizinosaurus. Một con khủng long mà sử dụng cái móng tay rất là linh hoạt. Bởi vì có cái móng tay rất là dài đó các bạn, nó dùng để chiến đấu đó. Ồ, cả một con cá mập lên bờ đây, một con cá mập rất to này các bạn ơi. Wow, và nó cũng có hai hàm răng cực kỳ là sắc nhọn và nhiều răng luôn. Trên người cá mập này có những cái vệt màu đen đen nữa, rất là hay. Ok, qua tới đây tiếp nào, mình đang được gặp một con khủng long Mosasaurus. Wow, nó đang há cái miệng ra đây. Và con Mosasaurus này có những cái gai chạy dọc theo cái đường từ cái sống lưng nó chạy xuống luôn các bạn. Wow, cho vào đây rồi, ở cùng cần những con khủng long kia thôi nha. Có một con khủng long Gigantosaurus với những cái mảng loang ở trên lưng của nó nè. Đó, 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 Gigantosaurus đây. Có những cái răng rất là nhọn chĩa ra ngoài luôn kìa các bạn ơi. Ôi, và ở đây thì có con khủng long đầu búa Stegimolop. Đến tiếp tục thì qua bên đây lại gặp được một con Therizinosaurus khác nữa này các bạn. Cái móng tay rất là dài của con khủng long Therizinosaurus luôn. Ồ, một con khủng long được lai tạo. Đây chính là con khủng long Indoraptor. Con này nó vừa thông minh và vừa rất là săn mồi, rất là nguy hiểm đó các bạn. Đang há cái miệng rất to ở đây luôn nè. Wow, và có con khủng long Abatosaurus màu cam. Wow, con này có bốn cái chân rất to và dài luôn nè các bạn ơi. Và gặp một con T-Rex màu xanh nước biển. Wow, T-Rex xanh nước biển của chúng ta có những cái vằn vằn màu vàng trên lưng nữa đây. Đấy, tiếp đến con gì màu đây, màu cam cam đây.
Wow, thì ra đây là một con khủng long Tibet. Một con khủng long Tibet bị béo phì, ha. À, trông rất là mập mạp. Rồi, gặp một con báo đen này các bạn ơi. Một con báo đen với đôi mắt màu cam đang rình mò trên bãi cỏ. Rồi tiếp tục chúng ta di chuyển qua đến bên này thì thấy là con khủng long. Rhinoceros đang là nằm đây chờ các bạn nè. Wow, con Spinosaurus với cái bụng màu vàng vàng và cái vây lưng rất đẹp. Tiếp đến là chú khủng long Stegosaurus với những cái vây màu cam trên lưng rất là to. Đi qua chỗ rừng cây này và lên trên mỏm đá cao, chúng ta được gặp hai con kinh công, một con đen đây. Con kinh công đen đang gầm lên và nhè bốn cái răng nanh sắc nhọn ra, và một con kinh công màu trắng tuyệt đẹp trong gương mặt cực kỳ hiền lành. Đó đó đó. Rồi cất vào trong nha. Ok, tiếp tục nào. Và rồi đi đi lên đây coi nào. Bây giờ chúng ta sẽ lên lên đám cao hơn rồi. Và trên cái mỏm đá cao này thì có con khủng long Indominus Rex con đang chờ các bạn. Đấy, con Indominus Rex trông rất là đẹp. Và đây một cái rổ quá trời khủng long rồi. Tiếp tục nào, chúng ta lên đỉnh núi cao và bắt gặp được con khủng long T-Rex màu nâu xíu to. Quay quay quay, con này nó có những cái răng đưa ra ngoài rất là nhiều các bạn ơi. Và đây cái này há miệng được luôn, rất là hay á. Tục mình qua bên đây nha. Wow, và dưới những tán lá cây dương sĩ là một con khủng long chú kiên Osaurus với những cái gai rất dài trên lưng màu cam của nó đây, và cái bụng màu xanh dương xinh đẹp. Rồi chúng ta bỏ vào trong rổ. Tiếp theo thì đến với một chú khủng long với cái cổ rất là dài, và đó là con khủng long Apatosaurus nè. Rồi, cho vào trong thôi. Quay tiếp tục buổi săn lùng của chúng ta. Và ở đây là một chú khủng long Triceratops ba sừng. Tiếp theo là chú khủng long Amagasaurus. Cái cổ dài và những cái gai ở cổ của nó quá trời luôn các bạn ơi. Và có con chú kiên Osaurus với cái màu xanh rất sặc sỡ đây. Rồi, đó, ngắm nghía một hồi thì chúng ta cất vào thôi. Qua đi một vòng bên đây. Và một con khủng long Giganotosaurus màu nâu các bạn ơi. Con này có đôi chân đen rất đẹp đó. Rồi, đến đây một con khủng long Herizosaurus. Rất là đẹp nha, có cái cổ gật gù nữa chứ. Và những cái hoa văn màu vàng ở trên lưng của nó đây. Rồi, tiếp tục chúng ta gặp đây là con khủng long Sinoceratops này các bạn ơi. Con này có cái sừng đằng trước rất dài và những cái sừng xung quanh đầu của nó cũng xíu dài luôn kìa. Qua lên tiếp tục, và rồi mình thấy đây là con khủng long Maiasaurus với cái tay dài đang chống bên đằng trước và bước đi nè các bạn ơi. Con khủng long này rất là ngộ nghĩnh đó. Nhưng qua đây mình lại thấy có một con khủng long màu kiếm Brachiosaurus màu nâu.
Tuyết đẹp các bạn ơi. Oh, và đó là chú khủng long Elasmosaurus đây nè. Và video hôm nay chúng ta đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video khủng long tiếp theo nha. Rồi, bye bye các bạn nha. Bye bye.